Xin chào tất cả các anh em yêu hàng bảy nhật. Thì hôm nay là đầu tuần, mình sẽ lên một cái clip. Hôm nay mình sẽ là 20 sản phẩm. Thì trước nếu còn kịp thời gian thì mình sẽ lên thêm một số cái món đồ nữa ha. Thì trước mắt là vậy. Thì anh em nào có cái nhu cầu mua cái món gì á thì anh em nhắn tin cho em ha. Anh em nào chưa có đăng ký thì anh em hãy đăng ký giùm em. Và ở đây thì hôm nay em xin nói lại luôn là một hôm qua từng vừa rồi em bán hàng có một số anh em khi mà chốt hàng mà lần khách khách lạ, chốt hàng mà không có chịu đặt cọc cho em, rồi hàng tới không nhận. Cho nên là bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi, anh em nào mà lần đầu tiên mua hàng của em á, một là chuyển khoản em sẽ bao ship nha. Còn cái thứ hai á, là anh em chịu khó đặt cọc, chuyển khoản đặt cọc cho em ha. Em không có bán cho khách lạ mới vô nữa, rồi có nhiều, nói chung có nhiều vấn đề xảy ra đó. Nên là thôi, bảo lần trước được lần sau. Anh em khách quen thì sao cũng được, còn khách mà lần đầu tiên mua thì anh em làm ơn đặt cọc cái phí ship cho em ha. Rồi bước vô cái mã số 1 là hôm từng vừa rồi mình bán hết, chỉ còn duy nhất một cây này ha. Thì sẽ bán cái lại cái cây này giá 900 bớt 100.000. Cái cây này mà anh em không mua thì hơi tiếc, tại nó bằng thép mà nó CNC, nó bằng thép chứ không phải là bằng gang, nó bằng thép. Mà cái con này thì độ chính xác cao và nó rất là đẹp. Con này hàm của nó là hàm 60. 60 hành trình mở của nó là nó sẽ được 70 nha. Con này cái máy 4 ký á. Rồi, con này mã số 1 em bán giá 900.000 nha. Nên anh em thông cảm nha. Thầy bán hàng cho anh em mà em đã tạo hết sức cái sự thuận lợi cho giữa hai bên, nhưng mà có một số anh em lợi dụng vô cái chỗ đó thì nó không có được vui. Cho nên là anh em nào lần đầu tiên mua để làm quen á, đặt niềm tin á, thì anh em chuyển khoản hoặc là anh em cọc 50% em nha. Cái mã số 2 là một con Aeron 31/2. Con này thì hàm 90. À, hôm nay mình còn hai cái dao ghép này nữa. Con này giá 150. Chút nữa mình sẽ đánh dấu sau cục Aeron 31/2 ha. Con này thì nói chung là nó đẹp, nhưng mà cái nước sơn nó hơi chày. Nó hơi chày thì mình đã tút lại nha. Mình tút lại, mình xịt lại, xịt bóng nó lại cũng ngon ha. Nhìn đế điếc đồ của nó thì nó, anh em còn ngon. Hàm quan trọng là cái hàm nha. Eo tô tất cả nó phải hàm nha. Quan trọng là cái hàm nha. Con này hàm rất là đẹp. Hàm con này hầu như chưa sử dụng. Hầu như nha anh em, chỉ còn người ta còn có sử dụng một hai lần ha. Đèn của nó đây. Con thì là con này thì nặng 4,2 nha. Con này nặng 4,2. Thì con này là hàm 90 nha anh em. 31/2 là hàm 90. Hàm 90. Thì nó sẽ mở được 90 à. Con này nặng 4,2, con này bán giá 1,1 triệu nha.
1.100.000 chỉ COD cho khách quen ha. Cái con này 1.100.000 nha. Mà số 3 là cái gì? Số 4, đây em bán giá 450.000 một cái con Eto Mini CNC. Con này bằng thép nha, con này nó bằng thép nha anh em. Thì mấy cái con này để anh em đặt lên mấy cái máy khoan mini. Hôm từng mấy hai tuần trước anh em nào mua của mình cái máy khoan mini mà chưa có con Eto Mini thì mua con này nha, bỏ vô nó rất là đẹp. Nhưng mà bây giờ mình ngồi mình mở bằng tay thì nó rất là lâu. Rồi cái con này thì 20 hàm của nó là hàm 60 chuẩn nha, bằng thép thì nó sẽ mở ra được 50 2 sen 70 chữ 2. Con này mở được hàm, mở được 50 nha. Những cái con này là Eto xịn ha. Anh em nhìn coi cái hàm bọng của nó nè ha. Nên anh em nào thích thì mua về. Một là sưu tầm, hai là sử dụng cho những cái công việc nhỏ thì nó rất là ok. Rồi mã số 4 là một cái con Eto kẹp bàn. Con này là của Nhật nha. Con này là hàm 38 nè, hàm 38. Con này nó nặng 8-9 lạng gì đó, 7-6-7 lạng ha. Con này cũng vậy nha, con này cũng chưa có sử dụng ha, hàm nó cũng chưa có sử dụng nha. Giờ nó sẽ mở ra, nó sẽ kẹp vô cái bàn. Con này là hàm 38. Con này phù hợp cho mấy anh em làm kim hoàn với lại làm thợ sửa chìa khóa. Nó mở tối đa được bao nhiêu? Nó mở tối đa được 30 cm, 32. Hàm của nó là hàm 38 này. Giá hàm 38. Rồi con này bán giá 300.000 nha. Lucky của Nhật nè, nó có còn giá của bên Nhật nè, 1.000 gần 1.300. Rồi ha. Rồi mã số tiếp đi. Bữa tuần trước mấy anh em có một số nhiều anh em hỏi mình là Eto Mini đó, hôm nay mình về Eto Mini nè. Mã số 5 là một con Eto Lucky luôn ha. Lucky thì cái con này nó hàm nó 50 nè. Đây nè, hàm 50 nè. Con này nặng 1 kg ha. Hàm 50. Hàm chưa sử dụng luôn ha. Còn cái keo đây, đây là cái keo mà nó phun lên để nó bảo vệ chống rỉ nha anh em. Con này thì chưa sử dụng ngày nào nha. Đây, ở bên trong hàm nó đây ha, nó chưa sử dụng, nó còn cái lớp keo bảo vệ luôn. Con này bán giá 450.000. Con này là mã số 5, giá 450 nha. Mã số 6 là cái gì? Số 7, số 8. Số 6 là một cái rồng rập. Con này bữa trước em mua nó cũng hơi đắt tiền, em mua bây giờ để em tính em cẩu đồ á. Con này rất là đẹp, rất là mới ha, chưa có sử dụng. Con này nặng tầm 2 kg, 2 kg mấy. Thì con này nó được 500 kg nè. Mua tính để em móc đồ em là xài trên sân thượng á. Thôi con này để số 6 bỏ qua đi. Được là mình cũng
bây giờ tính xài mà chưa xài đem ra bán đi. Thôi bán nữa. Mã số 7, mã số 7 là gì? Mã số 7 là hôm nay mình sẽ bán hai cái thước ke góc nha. Hai cái thước ke góc này mình bán giá 450.000 nha. Của Sinh Hoa. Đây Sinh Hoa. Rất là đẹp luôn nha anh em. Hàng rất là đẹp luôn. Sinh Hoa ha, một bộ đó nha. Bộ hôm nay hai cây. Hôm trước thì mình bán 500.000 ba cây ha. Hôm nay thì mình bán sẽ bán đây made in Japan này nha. Đó, hôm nay mình bán hai cây 350 nha. Thì cái cây kia nó nhẹ hơn. Mã số 7 350.000 hai cây. Mã số 8 450.000 cho một cái cây cắt hoa quả cắt cành, cái này rất là dữ. Cái này rất là nặng luôn. Đây là nó có cái đầu kẹp của nó bằng kim loại nè. Nó kẹp. Nó cắt cây này cắt rất là mạnh luôn nha. Cái này của Nhật. Đây nó có cái khóa này, anh em kẹp lại cho anh em khóa trẻ con lại nè. Trẻ con nó không sử dụng được, tới ở bên Nhật người ta kỹ lắm. Người ta phải khóa trẻ em chứ không để nó trên nó đưa ngón tay vô nó bấm một cái là xong ha. Lưỡi rất là đẹp luôn, con này không chưa có cái lưỡi của nó rất là đẹp luôn. Không mẻ, không mốt, không gì hết. Cây này thì tổng cái chiều dài của cây này thì nó sẽ được là 60cm nha anh em. 60cm ha. Đẹp luôn, 450.000. Anh em mà xài xong thì anh em sẽ bấm nó ra ha. Lưỡi nó đây. Nó cắt rất là dữ dằn luôn, em thử rồi. Cầm như ngón tay cái trở lên là quất hết. Mã số 8 bán 450 nha. Cái ống này là cái ống bằng nhựa thủy tinh ha. Ống bằng nhựa tổng hợp á. Cái này về anh em xịt rửa xe bông một cái là nó ra sạch đẹp liền ha. Mã số 9 là một cây dao rọc giấy. Em bán 200.000, cây này rọc giấy tự động. Còn green ha, green. Cây này là tên rồi. Của nó là không, của Nhật ha. Còn anh em mở lưỡi dao ra là anh em phải bấm lên trên này ha. Anh em bấm lên này, bấm lên trên này. Rồi kéo nguyên hộp dao nó ra. Có nghĩa là tại sao nó là tự động. Anh em xài hết dao đẩy. Đẩy hết cái dao lên. Thấy không? Nó còn mấy cái lưỡi dinh ở trong đây nè. Anh em không có cần gì hết. Anh em chỉ đẩy này lên nè. Để em thao tác cho mấy anh em xem trước. Mình sẽ đưa cái này vô. Ha. Mình đẩy hộp dao lên. Kéo về cái mình đẩy dao lên là nó ra dao này không. Còn anh em xả dao là anh em đẩy hết cỡ là rớt dao ra nè. Kéo xuống lại. Để khoa. Rồi kéo xuống lại. Khóa nó đã. Rồi anh em sẽ đẩy lên nó sẽ ra cái lưỡi dao mới. Xài xong anh em đẩy cái này mạnh lên là rớt lưỡi dao. Thì kéo xuống. Kéo xuống đẩy lên là ra lưỡi mới không. Đó là nó tự động đó. Thì cái bộ này em bán giá 200.000 cho cái cây dao này nha. Lưỡi nó còn thì cái lưỡi này nó hết thì anh em cứ ra nhà sách anh em mua ha. Nó có bán trong nhà sách hết nha. Rồi xong ha. Rồi mã số 9 em bán giá 200.000 nha. Mã số 10 là cái gì? Mã số 9. Số 10 là một cái cây kép, cái kéo bếp của Đức, cây Julin. Cây này nếu như mới thì nó khoảng 1.6 triệu á. Mà cây này rất là mới, rất là đẹp, cây này chưa sử dụng ha, nó còn hôm qua nó còn cái tem của nó đây nè. Cây này rất là mới, lưỡi
là đáng lẽ em phải bán 400 ngàn nhưng thôi em sẽ bán 300 ngàn thôi ha. Thì cái mã số 10 lưỡi nó không có lỗi đâu nghe anh em, và anh em luôn nhớ là những cái cây kéo mới á, là cái lưỡi cái miệng của nó là như thế này nha. Rồi có một số anh em không biết như thế nào, em gửi hàng xuống là nói đồ hư đồ gì đó rồi không có nhận nha. Cái kéo rất là đẹp ha. Rồi cái này mã số 10 em bán giá 300 ngàn nha. Mã số 11 cũng là một cái cây kéo Julin của Đức, nhưng cây này nó sẽ hơi không đẹp bằng cái cây kia một chút, nhưng mà so ra với đồ của em thì nó là chuẩn ha. Cái này nó dính keo nè, nó rất là chuẩn. Cái kéo đỏ thì rất là mắc tiền nha. Đây nè, nó chỉ xấu mà hơi tí xíu ở trên này nè. Đó, chẳng thua. Với lại em cũng xin nói với mấy anh em để mấy anh em biết và hiểu ha. Để hàng mình đi á, một số anh em là mình không có nhận cái tiền. Cái này mã số 10 11 mà em bán giá 250 ngàn nha. À, có một số anh em á thì mình không có nhận cọc gì hết, nhưng mà ship hàng tới mấy anh em không nhận, mấy anh em bảo lỗi lý. Thứ hai nữa là ví dụ một hàng của mình nó nhiều như vậy nè, nó nhiều có ngày mà giống như mấy đợt đó là em lên rất là nhiều đồ anh em mày biết rồi, em lên một lần 30-40 món mà làm sao mà mình có thể mình kiểm soát hết được anh em. Không bao giờ mình kiểm soát hết được, có những cái tiểu tiết tí xíu nó mình không review hết, chứ không phải là để mà không phải là mình giấu ha. Nên là mấy anh em hết sức thông cảm nha. Có một số anh em nói chuyện khó nghe lắm, nhưng mà mấy anh em đó thì chắc mình không có bán nữa đó. Cái chuyện khoản mình cũng không bán. Còn đây là một cái bộ mũi khoan của Nhật nè, bộ này em chưa có mở ra nè, nó gồm 1.5 ly nè ha, 1.5 ly, 1.5 ly, 2 ly, 2.5 ly, 3, 3, 2, 3, 5, 40, 45, 48, 50, 55, 60 và 65. Bộ này bán giá 300 ngàn, bộ này chưa gỡ ra, nó dính keo nè. Anh em về anh em tự khui ra ha. Đó, nói chung là cho anh em thấy là đồ nó chưa sử dụng nó vậy thôi. Còn cái hộp nó không quan trọng đâu. Giờ anh em nên anh em này nó cũng ra nữa mà, em này nó cũng ra nữa nè. Nó có một số cái mình review nó, mình nói nó không hết, tại vì nó nhiều đồ chứ không phải là mình cố tình mình che giấu không. Nên là anh em mua đồ thì mình thể hiện cái tinh thần hợp tác tí xíu để mình nghe này, em mở cái hộp gì nó hộp mũi khoan nghe nè. Đó, thấy không, như giờ là nó ra nè, đây là dính nhựa nè. Rồi bộ này chưa có sử dụng nha, quan trọng là mấy cái mũi nha anh em. Đây đây đầy đủ ha, nguyên một set lưỡi khoan của sắt HS. Rồi bộ này em bán giá 300 ngàn nha. Để em đóng lại. Ông chú là đã bị rơi ra rồi, 300 ngàn nha. Rồi số 14 và số 12 là một cây thước kéo của Nhật, cây này là 7.5 m, cái này bán cái giá 250 nha, thì mình mua nó một cao lắm rồi, mình mua nó coi này hơn hay ha, 7.5 m.
bản to Made in Japan, thứ còn rõ đẹp ha. Rồi cái này bán giá 250 nha, khóa đeo quần. Rồi mã số 12 là 250.000 nha. Mã số 15 là một cái cây rìu. Cây rìu của Nhật. Không. Cái này thì nó phải đóng cái cây đinh để nó chống xúc cán á. Nó đóng cái chốt ra đây ha, vó cái rìu lại luôn. Cái thứ hai lưỡi nó thì tất nhiên là lưỡi ba lớp rồi nha anh em. Nè. Không, tất nhiên là nó là ba lớp rồi ha. Không cần phải giới thiệu nhiều. Cái này là cây rìu chữ L. Tổng chiều dài của cây rìu này thì nó sẽ là 40. Nó cao là 13. Cái lưỡi của nó là cái lưỡi 11. Con này bán giá 500.000 nha. Cán nó còn hoàn thiện, anh em xài rất là tốt ha. Con này 500.000 nha. Mã số 15. Mã số 16 là một cái cây dao đi rừng. Cái này bán 400.000 nha. Đang may, cán đang may. Lưỡi thì 16.5. Không, bản thì 3, dày thì 6. Tổng chiều dài tổng chiều dài nó là 28cm ha. Con này là cái con mài hai mặt ha, mài hai bên. Con dao này đi rừng, đi du lịch, đi cắm trại rồi rất là tuyệt vời. Rồi em bán mã số 16 giá 400.000. Mã số 17 là một cái cây đóng của Nhật cao su. Cây này thì rất là nặng, cây này có xài rồi ha, nhưng mà hình thức nó còn rất là đẹp đây nha. Đây ha, Impact River Japan. Trên này thì đóng Made in Japan luôn ha. Mũi thì mũi 8 ly, đầu là đầu 1/2, cán cao su chống êm, rất là êm. À, cái này bán 750.000, mã số 17 nha. 750. Mã số 18. Một cái cây kìm bấm size 10 in của Mỹ. Hàm bọng răng cỏ rất là đẹp. Không, rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn, 10 in. Hàng này hàng cổ nha anh em. Con này bán 950 ha. Hàm nó thì không có dập móp gì ha. 950. Mã số 18. Ba cái đồ này bây giờ nó phù hợp cho mấy anh em sưu tầm, còn xài nó thì cũng rất là ngon rồi. Nhưng mà nó rồi. Mã số 10, mã số 20 em bán 200.000 một cái cây kìm Fujiya, cái kìm điện. Cái này chưa có sử dụng nha. Nè, răng nó chưa có một sử dụng một ngày nào hết trơn ha. Fujiya. Cái này size của nó là size 21 nha. Em bán giá 200.000 cho cây Fujiya của Made in Japan này ha. Cái này nó hơi dơ tí xíu. Rồi em sẽ lấy xà bông em rửa nó sạch sẽ gửi đến anh em. Giống như cái anh gì hôm bữa ở Vũng Tàu có mua mình cái cây kìm Fujiya đợt trước á. Tưởng đâu là nó xấu.
Nhưng khi mình vệ sinh xong mình gửi ra thì nó quá là đẹp luôn. Anh có gửi lời anh khen thì cảm ơn ha. Hôm nay thì mình còn mấy ba cặp này nha, mình còn ba cặp này, mình sẽ bán cặp nha. Một cặp như vậy là mình sẽ bán 300.000. Đó là mã số 21 nha anh em. 21 sạc 1, 21 sạc 2, 21 sạc 3, em chỉ có 3 sạc thôi ha. Thì đó là một bộ của Fujiya. Cái kìm cắt cáp á là cái kìm Fujiya nha. Fujiya em còn có 3 cây thôi. Anh em nhanh chốt nhanh thì em sẽ chốt cho anh em. Một cặp như vậy là em sẽ bán 300.000. Cái cán này là cán phát quang vào ban đêm nha. Ban đêm nó sẽ sáng lên ha. Một cái cắt kẽm nè. Một cái cây cắt đinh á. Cái này cắt cắt đinh, cây này cắt cắt đinh siêu nhẹ. Còn em xài cây kia thì nó hơi nặng. Không, cắt đinh Lobster nha, Lobster của Nhật nha. Lobster made in Japan ha. Cây này chưa có sử dụng nè. Giờ anh em lấy xì bông em rửa nó sẽ sạch. Cái thứ hai nữa là một cái cây cắt cáp của Fujiya nha. Cây này cũng chưa có sử dụng một ngày nào, anh em sẽ đẩy lên để anh em khóa lại. Còn cái này nó cắt dây thắng thì anh em miễn bàn rồi nha. Hàng chưa có sử dụng thì mình nói chưa có sử dụng ha. Đó. Rồi em sẽ bán 300.000 một cặp nha. Mã số 21. Em có 3 mã 21 thôi nha anh em. 21 300. Em chỉ có 3 mã 21 thôi ha. Anh em nào có cái nhu cầu sử dụng thì anh em sẽ chốt. Em sẽ có 3 mã này thôi và bán cho nó hết luôn. Và ở bãi cũng hết cái loại này rồi ha. Hết rồi nha anh em. 3 mã 21 nè. Đó, cây nào cũng như nhau hết. Chưa có sử dụng, đều là của Fujiya hết. Anh em xài chơi kìm Fujiya thì nên mua cây này để sưu tầm nè, để sưu tầm vô bộ cho nó đủ bộ ha. Made in Japan Fujiya. Cái này là Lobster. Nói chung là mấy cái cây này đáng lẽ ra là mình để cho mình xài đó, mà mấy anh em nhắn tin mua thì thôi mình bán ha. Mình rồi mình sẽ có 3 cặp thôi nha. Chút nhanh chỗ hết nha. Rồi mã số 22. Một cái dao ghép. Con này thép xịn lắm. Con dao ghép này bán giá 150. Mã số 22. 150. Mã số 23 là một cái cây dao ghép rồng. Không, hình đầu rồng, hình con rồng á, cái hãng này cực kỳ xịn luôn. Đây. Em thấy hình con rồng không? Nó mài. Thì hôm mấy anh cũng ngộ lắm nha. Đặt hàng mình ở dưới đây nó có cái ký hiệu của cái tên xưởng nè. Nó có tên gọi như thép á. Thì cái con này đó ở chính giữa, cái hiệu này là cái hiệu xịn nhất của tất cả các đồ bonsai nha. Cái con này thì nó được làm lên bằng thép giấy xanh nha anh em. Đó, anh em thấy chữ xanh chưa, chữ giấy xanh không? Thì cái con này nó là chính là bằng thép giấy xanh nha, một loại thép rất là xịn xịn sò. Anh em cũng ngộ lắm, đặt hàng mình xong rồi, tới lúc mình có hàng cái đặt bên Zalo bằng mọi giá để cho em ha. Con này bán giá 200.000 nha, nó bằng thép giấy xanh. 23 200. Xong rồi cái lúc mình gửi hàng thì ăn cục lơ và cũng ngộ đời đó. Anh em kết bạn Zalo kêu có cái gì đó thì đăng bên Zalo trước để cho anh em chốt, cái hồi mình đăng bên Zalo không ai chốt hết trơn. Dao Thụy Sĩ anh em mua. Con này là Victorinox. Con này nó một cái tool dao và đồ may dép nè, không? Cái hai là khui chai rượu nè, không?
thứ ba là một con dao lớn nè. Mấy con này rất là đẹp, và đồ của em để dành ha. Mấy hôm nay nó lấy nét gì lại đây, Victorinox Switzerland. Cái dao này thì nó rất là bén nha, hàng chưa có thấy đâu. Mấy cái này rất là bén luôn á, băng keo. Rồi nó một cái tool lớn nè, thêm một cái dao nhỏ nè. Mấy con này em cẩn thận lắm, em sợ nó. Đây là khui bia, khui bia thuộc dít, khui lon này, khui lon dít dẹp ha. Rồi cái con vít này á, là em bán giá nó là mã số 24, em bán giá nó là 350. Vít thì nó mắc lắm nha anh em, hơi 300 thôi, 24 300. Rồi mã số 25, rồi cũng là một cái con vít luôn. Con này thì nó khác, là con này nó có một cái tâm xỉ răng, một món. Nó có một cái nhíp để nhổ rau, hai món. Nó cũng có như con kia là một con dao lớn, đúng không? Victorinox. Mấy con này thì dao nó chưa có con nào sử dụng hết nha anh em. Dao nó rất là bén, rất là đẹp. Em sợ mấy con này ghê luôn. Nó như cái kia, cái khui lon bia và cái tivi thì nó cũng như nó khác với con kia, là con này nó có cái đồ sửa lưỡi cưa, khui lon, vít dẹp. Là một con dao nhỏ. Con này thì cũng 300, mã số 24 25 thì cũng 300.000 nha. Mã số 25 cũng 300k. Còn đây là một cái con vít mini, không? Nó đều nó mất cái tâm, nó cái vỏ nó bị cắn rồi, nhưng mà nó cái kéo. Không, anh em nào lấy hết hai con kia thì em tặng thêm con này. Em cho thêm. Con này cũng vít. Rồi. Rồi làm luôn ba cái bộ đóng chữ. Bộ này bộ đục số 2.5 mm, giờ phân ra nha, tại bữa trước không phân ra mấy em không mua được. Rồi bộ này ha, hai bộ này bán giá 200.000. Bộ đục chữ, bộ đục số này, đó là mã số 26, 200.000, đồ của Nhật nha. Đó. Hôm nay mình làm ít hàng thôi, nó thông thả cái thời gian làm nó kỹ hơn, mình không phải vội vàng gì hết. Một số anh em cũng ngộ, mình làm kỹ thì cũng nói, mà làm mà nhanh quá không coi được gì thì cũng nói. Rồi mã số 26 là 200.000, bộ đục số 200.000, mã số 26 nha. Bữa nay em phân ra nè, mã số 27 em bán 300.000 nè. Đó, phân ra nó nhẹ nhẹ cho anh em dễ mua nha. 300.000 nè. Cái bộ này là bộ đục chữ 2 mm nè, không đục chữ nè. Bộ này đủ nha, không thiếu nha. Nó còn dư nữa, em còn bỏ thêm cho nó mấy cây nữa. Rồi mã số 28 nè, là một bộ đục chữ 3 mm nè. Mấy cái bộ này là nó dư chứ không phải là nó thiếu, nó còn dư em bỏ thêm vô ha. Đó. Rồi bộ này thì to hơn, nặng hơn, đắt tiền hơn. Rồi bộ này em bán giá 450 nha. Mã số 28 450. Rồi hôm nay chỉ lên một số món đồ vậy thôi. Xin chào tất cả các anh em, hẹn gặp lại các anh em trong một clip sau. Anh em nào chưa sub
thì sub cho mình. Anh em nào chưa bấm vô cái chuông thì bấm vô cái chuông cho mình để luôn luôn nhận được những cái sự thông báo mới nhất của bên cái kênh của em ha. Cảm ơn tất cả các anh em.